Hello anh em nhá Mình lại tiếp tục review cho anh em về phiên bản kiếm thiên mobile nhá Hôm nay mình uh, sẽ review cho anh em về cái tính năng mà chúng ta ghép cái nguyên liệu ở tiêu giao cốc ấy Để anh em kiếm cái điểm danh vọng Để chúng ta đổi cái món đồ tiêu giao cốc Thì uh, trong cái tiệm uh, danh vọng của tiêu giao cốc thì nó gồm có 3 món đồ Thì nó gồm uh, cấp 1 thì khi mà anh em lên cái cấp 2 ấy Thì nó sẽ, là, sẽ mua được cái hội uyển và cấp 3 thì anh em sẽ mua được cái ngọc bội và cấp 4 thì anh em sẽ mua được cái đôi giày. Đấy thì để làm sao mà chúng ta kiếm được cái điểm danh vọng ở đây thì hiện tại anh em để ý là cái danh vọng của tiêu giao cốc của mình đang là 666 điểm. Nếu mà mình lên 1k rưỡi thì mình sẽ lên được cái cấp 2. Thì để làm sao lên được cấp 2 thì anh em hãy xem clip này cùng với mình nhé Thì ở đây anh em để ý ở đây là nó sẽ có những cái nguyên liệu sau. Thứ nhất là tiên linh quả này. Thì anh em sẽ sử dụng cái thuốc, cái gia công uh, uh, thuốc để anh em chế Còn uh, nếu mà ông nào mà chơi theo kiểu mà uh, cái, uh, cái chế da hay là chế vải của anh em nó lên cấp 80 ấy Thì anh em uh, sẽ mua cho mình những cái nguyên liệu ở đây Nó sẽ có ở đây này Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái nguyên liệu này là chế bằng vải này Tiếp đến ở đây là chế bằng gỗ này Có nó ghi rõ ràng ra để cho anh em, có thể là anh em mua cái nguyên liệu để cho nó phù hợp ở cái kỹ um, năng sống của anh em ấy để anh em chế. Ở đây thì cái kỹ năng sống của mình cái thuốc của lên um, nó lên đều nhau. Nên là mình sẽ mua thu mua cái tiên linh liên quả này để mình chế, chế ra cái này. Thất thái tiên đơn này. Đó. Thì uh, khi mà anh em chế đủ xong thì anh em bắt đầu là chế như thế nào thì chúng ta sẽ xem nhé anh em. Ở đây thì mình sẽ cho anh em xem cái để mua được cái này thì anh em phải đi tiêu giao cốc sau đó là anh em sẽ mua cho mình hai cái quyển một quyển là uh, nó bán ở trong cái khu vực mà anh em đi tiêu giao cốc luôn ở trong cái phó bản đấy anh em để ý cái thằng LBC nó bán luôn cái thằng gì thì mình tuyên mất tên rồi nó bán cho anh em là cái đồ chế này cái 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 kiểu như là phương thức chế đấy ở đây anh em thấy là ở phòng cụ 80 thì mình sẽ học được cái quyển chế này ấy vải lên cấp 80 thì mình sẽ học được cái này ở đây thì uh, vải với cả cả da của mình nó chưa lên được 80 nên mình không học được. Đó, mình đợi uh, kiếm được tinh lực hoạt lực cao cao thì mình sẽ học ở đấy. Rồi khi mà anh em đủ cấp chế rồi anh em kiếm được cái nguyên liệu, ở đây mình sẽ kiếm được cái nguyên liệu là tiên linh quả. Thì mình sẽ vào cái khu vực đó là gia công thuốc, sau đó là chọn tiên linh quả này. Ở đó mình sẽ chế tạo. Chế tạo thì đây thì nó sẽ tiêu hao là 400 tinh lực. 400 tinh lực một 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 lần chế. Đó, rồi sau khi chế xong thì anh em tiếp tục là về cái phần chế thuốc, ấn vào thất thái tiên đơn. Đó, anh em sẽ chế này. Thì uh, chế cái này thì anh em sẽ lộp cho mình tại thằng là BC, tiêu giao cốc để anh em đổi kiếm được 10 điểm, 10 điểm tiêu giao cốc. Mỗi ngày nó chỉ cho tối đa là 60 cái đổi thôi. Nó nó chỉ cho 60 lần đổi thôi. Là đổi cái vật phẩm ấy. Ở khi anh em chế xong đủ 60 cái thì anh em sẽ đến tiêu giao cốc LBC tiêu giao cốc ở Bắc Kinh Đấy, Sau đó anh em sẽ vào tiêu giao cốc này. Đấy, Rồi anh em sẽ đối thoại với thằng LBC Hoàng Phi Ở đây thì anh em sẽ giao lộp thành phẩm tiêu giao Đấy, Anh em bỏ cho mình 60 cái vào Ở đây mình để mình sẽ để cho anh em xem này. Mình để cho 36 cái nhưng mà nó chỉ nhận đủ là 60 cái một ngày thôi đó, hay lắm đây, mình sẽ dư được 9 cái chưa? Đó, một ngày mình chuyển đổi được 60 cái thôi. Tính ra 60 cái là mình sẽ được là 600 điểm. Đây anh em thấy này. Mình được 1k2 này, 1236 này. Chắc là một ngày mai là mình sẽ lên được mốc 2. Mốc 2 thì mình sẽ mua được cái cái này tạp hóa này. Thì mình sẽ mua được cái công thức là hội yển luyện hóa thành đồ. Đấy thì mua được cái này xong thì mình sẽ mất là 10 vạn bạc nên cấp 2 mình mua được. Đấy, nên cấp 2 mình uh, mua được cái này sau đó mình sẽ đi luyện hóa lên cái hội uyển. Thì lúc nào uh, mình lên được cấp 2 mình làm clip uh, luyện hóa cho anh em cái hội uyển nhá. Để cho anh em xem cho anh em dễ dàng. Đấy, đấy là cách một mỗi ngày anh em uh, lộp cho mình 60 cái uh, vật phẩm nguyên liệu của tiêu giao cốc ở thằng là BC này. Nhớ nhá anh em, mỗi ngày là 60 cái anh em ạ. Chứ anh em mà không lộp là nó rất là lãng phí rất là lãng phí luôn vì nó tính theo từng ngày ấy. càng lên điểm cao thì anh em sẽ mua được rất là nhiều ba cái món đồ đây là ba cái món đồ ví dụ như là cấp 3 thì anh em sẽ mua được cái bội này đấy, cấp 4 thì anh em sẽ mua được đôi giày này ấy chưa chứ mà lên 4 thì khắc là hơi hỏa anh em ạ đó là mình review cho anh em ở cái tính năng lộp nguyên liệu tiêu giao cốc cách chế và cách ghép làm sao để anh em lộp ở đâu để anh em kiếm được điểm, điểm danh vọng của tiêu giao cốc Ok, anh em thấy clip này bổ ích cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em nhé.